Để trở nên nổi tiếng, bạn cần xây dựng một hình ảnh cá nhân hoặc chuyên môn mạnh mẽ và độc đáo, và phải có một chiến lược truyền thông hiệu quả để tiếp cận với công chúng. Dưới đây là một bài viết tưởng tượng về cách bạn có thể nổi tiếng. Bước ra ánh sáng. Chặng đường để trở nên nổi tiếng. Mỗi người trong chúng ta đều có một ước mơ, một khao khát để được nhận biết và tôn vinh. Dù là một nghệ sĩ, một doanh nhân hay một nhà văn, con đường để trở nên nổi tiếng không bao giờ dễ dàng. Nhưng với sự kiên trì và nỗ lực, không có gì là không thể. 1. Xây dựng một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ. Trước tiên, hãy xác định cái bạn muốn nổi tiếng về điều gì. Bạn có thể là một chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, kinh doanh hoặc bất kỳ lĩnh vực nào bạn đam mê. Xây dựng một hình ảnh cá nhân hoặc chuyên môn mạnh mẽ và độc đáo là chìa khóa để thu hút sự chú ý của công chúng. 2. Tận dụng mạng xã hội. Mạng xã hội là một công cụ mạnh mẽ để tiếp cận với hàng triệu người trên khắp thế giới. Hãy tận dụng các nền tảng như Instagram, Facebook, Twitter và LinkedIn để chia sẻ thông điệp của bạn, đăng ảnh và video và tương tác với cộng đồng trực tuyến. 3. Sáng tạo nội dung hấp dẫn. Tạo ra nội dung chất lượng và hấp dẫn là chìa khóa để thu hút sự chú ý của người khác. Viết blog, đăng video hoặc tạo ra sản phẩm nghệ thuật độc đáo để chia sẻ với người hâm mộ của bạn. Đảm bảo rằng nội dung của bạn phản ánh giá trị và cá nhân của bạn một cách chân thực và đáng tin cậy. 4. Hợp tác và tương tác. Hợp tác với những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực của bạn có thể giúp bạn mở rộng mạng lưới và tiếp cận với một đối tượng khán giả rộng lớn hơn. Đồng thời, hãy tương tác với người hâm mộ của bạn, trả lời bình luận và thể hiện sự quan tâm đến họ. 5. Đặt mục tiêu và kiên nhẫn. Nổi tiếng không đến từ một ngày qua một đêm. Hãy đặt ra các mục tiêu cụ thể và xây dựng một kế hoạch hành động để đạt được chúng. Đồng thời, hãy kiên nhẫn và không bao giờ từ bỏ giữa chừng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc trở nên nổi tiếng không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một phần của hành trình để chia sẻ tài năng và đóng góp của bạn với thế giới xung quanh. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự cảm hứng và hướng dẫn từ câu chuyện này để bắt đầu hành trình của mình đến sự nổi tiếng. Câu chuyện của cậu bé trong làng may mắn. Ở một thị trấn nhỏ, nằm ẩn mình giữa những ngọn núi xanh mướt, có một làng mang tên làng may mắn. Trong làng, có một cậu bé tên là Minh, sống cùng với gia đình nghèo khổ nhưng luôn tràn đầy niềm vui và lòng kiên nhẫn. Mỗi ngày, Minh bắt đầu công việc của mình ở một cửa hàng bánh mì nho nhỏ. Dù công việc không lớn lao, nhưng cậu luôn làm việc với tất cả sự nhiệt huyết và tận tụy. Minh luôn tin rằng mình có thể làm những điều lớn lao hơn. Và cậu quyết định bắt đầu một cuộc hành trình mới để tìm kiếm may mắn và giàu có. Một ngày, trong một chuyến phiêu lưu đến rừng sâu, Minh gặp được một nhà thám hiểm giàu có tên là ông Chí. Ông Chí chia sẻ với Minh về những bí mật của thành công và giàu có, sự kiên nhẫn, sự quyết tâm và lòng tin vào bản thân. Quay trở lại làng, Minh quyết định bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ với những kiến thức mới học được từ ông Chí. Anh bắt đầu trồng cây hoa và rau trái trong một khu vườn nhỏ và chăm sóc chúng mỗi ngày với tất cả sự chăm sóc và tận tụy. Dần dần, khu vườn của Minh trở nên phồn thịnh và nổi tiếng khắp nơi. Những bông hoa và trái cây từ khu vườn của cậu trở thành sản phẩm được nhiều người săn đón, và doanh thu từ việc kinh doanh này bắt đầu tăng lên đáng kể. Nhờ sự kiên nhẫn, quyết tâm và lòng tin vào bản thân, Minh đã biến một ý tưởng nhỏ thành một công việc kinh doanh lớn mạnh, giúp cậu trở nên giàu có và thành công. Minh không chỉ làm giàu cho bản thân mình, mà còn tạo ra cơ hội và thịnh vượng cho cả làng, trở thành một biểu tượng của sự thành công và may mắn trong làng may mắn. Tình yêu đôi lứa của Kiên và Hạnh. Ở một thị trấn nhỏ nằm sâu trong núi rừng xanh mướt, có một chàng trai tên là Kiên. Anh là một người trẻ đầy nhiệt huyết và tinh thần phiêu lưu, luôn mong muốn khám phá thế giới xung quanh mình. Trong cuộc sống bình dị ở thị trấn nhỏ, Kiên luôn mơ ước về những điều lớn lao và đầy ấn tượng. Một ngày, trong một buổi lễ hội địa phương, Kiên gặp được Hạnh, một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Hạnh là một nghệ nhân tài năng, luôn sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời từ những nguyên liệu tự nhiên. Sự yêu thương và sự nhạy cảm của Hạnh đã làm tan chảy trái tim của Kiên từ lần gặp đầu tiên.
dù bản tính của họ hoàn toàn khác biệt, nhưng tình yêu của Kiên và Hạnh đã nảy nở và phát triển mạnh mẽ. Họ nhận ra rằng mỗi người đều mang đến cho đối phương những điều cần thiết nhất trong cuộc sống, sự mạnh mẽ và niềm tin từ Kiên, cũng như sự nhẹ nhàng và ý thức từ Hạnh. Cùng nhau, Kiên và Hạnh trải qua những cuộc phiêu lưu tuyệt vời, khám phá những vùng đất mới và chia sẻ những giấc mơ và hoài bão của mình. Dù có những thách thức và khó khăn, tình yêu của họ luôn giúp họ vượt qua mọi trở ngại. Cuối cùng, trong một ngày nắng đẹp, dưới bóng cây cổ thụ, Kiên và Hạnh đã hứa hẹn với nhau trên con đường của tình yêu đích thực. Họ biết rằng, dù có những ngày mưa gió và những khó khăn phía trước, tình yêu của họ sẽ luôn là nguồn động viên và niềm vui mãi mãi trong cuộc sống. Dù bạn khởi đầu trễ hơn so với những người khác trong việc tạo ra nội dung video, nhưng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng về thành công. Thực tế, việc bắt đầu muộn có thể mang lại lợi thế cho bạn nếu bạn biết cách tận dụng các cơ hội và ưu điểm của mình. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để đạt được thành công trong việc sáng tạo nội dung video. 1. Tìm lĩnh vực riêng của bạn. Điều quan trọng nhất là hãy tìm ra lĩnh vực bạn đam mê và có kiến thức sâu rộng về đó. Tập trung vào tạo ra nội dung mà bạn tự tin sẽ thú vị và hữu ích cho người xem. Đừng cố gắng sao chép ý tưởng từ người khác mà hãy tạo ra điều mới mẻ và độc đáo từ chính bản thân bạn. 2. Xây dựng thương hiệu cá nhân. Hãy xác định một phong cách và hình ảnh cá nhân riêng biệt để làm nổi bật trong cộng đồng trực tuyến. Sự khác biệt và cái mới mẻ sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý của người xem. 3. Nâng cao kỹ năng và kiến thức. Luôn luôn tìm cách học hỏi và phát triển kỹ năng của mình. Tìm hiểu về các xu hướng mới, công nghệ và cách tiếp cận công chúng hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội. 4. Kiên nhẫn và chăm chỉ. Việc xây dựng một cộng đồng người hâm mộ và tăng lượng người xem đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực. Hãy kiên trì và chăm chỉ trong việc tạo ra nội dung mới và tương tác với cộng đồng của bạn. 5. Tương tác và xây dựng mạng lưới. Tương tác tích cực với người xem thông qua bình luận, tin nhắn và phản hồi sẽ giúp tạo ra một cộng đồng trung thành và sẵn lòng ủng hộ bạn. 6. Sáng tạo và độc đáo. Hãy tìm cách tạo ra nội dung mà người khác chưa từng thấy trước đó. Điều này có thể là những ý tưởng mới lạ, cách diễn đạt độc đáo, hoặc việc sử dụng công nghệ mới để sản xuất video. Nhớ rằng, con đường đến thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với lòng đam mê, kiên nhẫn và sự chăm chỉ, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình. Câu chuyện mà mọi người thường hay nghe nhất có thể là những câu chuyện kể về lòng nhân ái, sự ganh đua và chiến thắng, hoặc những câu chuyện mang tính giáo dục và sâu sắc về cuộc sống. Dưới đây là một trong những câu chuyện phổ biến mà mọi người thường yêu thích. Câu chuyện về người sẽ chẳng bao giờ buồn. Một lần, ở một thị trấn nhỏ, có một người phụ nữ già tên là Anna. Anna luôn mang trong mình một nụ cười rạng rỡ và lòng tử tế với mọi người xung quanh. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với cô, nhưng Anna luôn kiên nhẫn và lạc quan. Một ngày nọ, một người lái xe đến thị trấn và người này đề nghị mua một chiếc xe cũ của Anna. Anna nhìn chiếc xe và nhận ra rằng đó là chiếc xe mà chồng cô đã từng lái. Nỗi buồn vẫn còn hiện hữu trong lòng cô mỗi khi nhìn thấy chiếc xe, nhưng cô quyết định bán nó với giá rẻ cho người lái xe. Một thời gian sau, khi Anna đi dạo xung quanh thị trấn, cô nhìn thấy chiếc xe đó đã được sơn lại và trang trí với những hình vẽ tươi sáng. Người lái xe đã biến chiếc xe cũ thành một phương tiện giao thông mang đến niềm vui và sự mạnh mẽ cho cộng đồng. Tin tức về chiếc xe đã lan rộng và mọi người bắt đầu gọi nó là chiếc xe hạnh phúc. Mỗi khi người ta nhìn thấy chiếc xe, họ cảm nhận được một tia hy vọng và niềm vui. Từ câu chuyện này, mọi người học được rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, lòng nhân ái và sự lạc quan vẫn luôn là chìa khóa cho hạnh phúc. Đôi khi, những điều nhỏ nhặt như một nụ cười hay một cử chỉ tử tế có thể mang lại sự thay đổi lớn lao cho thế giới xung quanh chúng ta. Câu chuyện về chiếc xe hạnh phúc trở thành một câu chuyện truyền miệng phổ biến và luôn là nguồn cảm hứng cho mọi người.